Mẹ có thấy toàn 500 nghìn con để trên bàn đâu không? Từ lúc tao đến đây có thấy 500 nghìn nào đâu. 500 nghìn con để trên bàn này. Hôm qua anh Thành vừa đưa cho con tiền trả nợ xong. Cái nhà này có bao giờ mất cái gì đâu. Mà chả hiểu sao mấy hôm nay liên tục mất của. Mà cái con hầu thì chả bao giờ tay may nó đọc vào cái gì cả. Đấy, cứ thêm người vào cái nhà này là mất đồ liên tục. Này Nhung, mày xem thế nào chứ? Mẹ vừa mới lên đây thì mày kêu mày mất của. Thế hóa ra mày lại bảo mẹ ăn cắp nhà mày à? Đâu, con có bảo mẹ ăn cắp đâu. Ý con hỏi là, hỏi mẹ là mẹ có nhìn thấy 500 nghìn con để trên bàn này không? Mẹ thấy thì mẹ cho con xin lại. Chứ con có bảo mẹ ăn cắp đâu. Này, Nhung, mẹ nói cho mày biết này. Mẹ lấy mày về làm dâu ý, làm vợ của con mẹ. Mẹ lại không biết tính mày như thế nào à? Mày không có 500 nghìn. Mày không mất 500 nghìn. Nhưng mà mày bảo là mày mất 500 nghìn mà mày đổ cho tao là ăn cắp để mày cố tình mày đuổi tao về. Này, tao đẻ ra được chồng mày tao lại không biết mày nghĩ gì. Thôi, mẹ xin cảm ơn nhá. Hôm nay là mẹ tính là mẹ lên đây để mẹ cho vợ chồng mày 20 chỉ vàng. Nhưng mà tí thế này thì thôi, tao không cho cái gì cả nhá. Tao biết mặt vợ chồng mày rồi. Thôi, tao về. Tao về, tao không ở đây được nữa. Không ở đây được một giây phút nào nữa. Không ở đây được cái gì vàng vàng nữa hả mẹ? Ôi trời ơi, từ từ đã mẹ ơi. Từ từ để con giải thích. Biết đâu mà là cái con kia nó lấy thì làm sao. Mẹ bình tĩnh lại. Tao không thể bình tĩnh được cái trường hợp này này. Cái lươn lẹo của mày ngày xưa tao lươn lẹo 10 nhờ nhớ. Tao là dân chợ búa đây này. Tao là con lươn lẹo đỉnh cao nhất cái làng Chu Mẫu đây nhá. Mày tốt nhất là mày đừng có là mà múa xỉu qua mắt thợ nhá. Thôi tao về. Vàng đây này, này mày nhìn này. Cái đống này nhá, đè chết mày được chưa ha. Tao đi về. Tao phân phát cho bà con nói xóm từ làng trên xóm dưới nhá. Tao cho trẻ em cơ nhỡ. Tao cho ăn mày ăn xin nhá. Tao ủng hộ công đức vào chùa. Tao không bao giờ cho lại cái loại lại con dâu như chúng mày nhá. Ôi trời ơi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nha mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mẹ ở với chúng con một năm nữa được không mẹ ơi? Con biết lỗi của con dập đầu dập cuối. Xin lỗi mẹ, dập đầu dập cuối. Con xin lỗi mẹ, mẹ ở với chúng con một năm nữa. Con xin mẹ đấy. Mẹ bảo cái gì? Tao ở với vợ chồng mày một năm á? Hả? Ở với vợ chồng mày một năm để chúng mày lại đổ oan cho tao ăn cắp cái này cái kia à? Rồi chúng mày chán là chúng mày đuổi tao về à? Ôi con thề với mẹ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Con mà có chuyện đấy xảy ra con dập đầu dập cuối chết luôn. Mẹ phải biết trái tim của con luôn dành cho mẹ. Mẹ là một vầng thái dương sáng. Thôi được rồi, mẹ sẽ ở với vợ chồng mày một năm. Nếu mà vợ chồng mày mà chăm sóc tốt thì tao lại ở tiếp. Úi giời ơi mẹ ơi. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm được hết mẹ. Miễn là mẹ ở với chúng con là chúng con vui lắm rồi ạ. Đây, vàng đây. Tông cả đi. Úi giời ơi, giá con xin ạ. Để con thử vàng mẹ nhé. Vàng gì đây hả mẹ? Thì vàng sô-cô-la đấy, nó ngọt thiểu đấy. Đang cướp đâu ra vàng dòng cho chúng mày. Mẹ ơi, lừa nhau thế này là không tốt đâu mẹ. Tao có lừa đâu. Tao bảo là vàng. Thế mày không nhìn thấy đấy là màu vàng à? À, chứ tao đâu là bảo là vàng nhẫn chỉ hay là vàng chuối chín 4 con 9 hay là vàng SJC. Thôi mẹ xin phép nàng dâu yêu của mẹ, mẹ lên mẹ cất đồ nhá. Mẹ sẽ chỉ ở đây 5 năm thôi. À quên, chúc con dâu ăn sô-cô-la ngon miệng.